cục nắng đào thôi, cục này thì cũng đỡ rồi. Đây đang nổi mũ rồi. Nãy tao không dậy, nó nói rồi, cái mình đang ngủ lại. Vậy không miếng nữa tao điện thoại đúng không? Xem gì mà nó ghi vậy? Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm á.
Cửa khóa rồi nè. Chỗ này ngủ một miếng to dữ sao. Chuyển người đây lâu vậy đó chị hả? À, chị mới thôi. Ok. Vừa ngủ đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm. Khóa cửa. Bay vô mắt chạy gì em thấy đường luôn. Không đâu, chị, nhưng mà mấy ngày nữa là tán cống khăn rồi. Hết mưa chưa? Dưới này sẽ còn đào nữa. Lâu không nói.